chương trình Du lịch kỳ thú. Phiên bản những thám tử vui nhộn. Và tôi chính là thư ký của chương trình Sĩ Thanh. Yeah. Đầu tiên sẽ là thám tử hết sức to mồm, thám tử Hoàng Rapper. Oh, yeah. Là thám tử đẹp trai, nam thần thám tử Du Lê. Cái gì vậy? Cái đó là thấy của tôi chứ. Ủa, tôi tưởng đang này. Nói tôi chứ. Ủa, không có đâu cưng. Bên đây là thám tử, hai thám tử gạo cội. Gạo tử. Tự nhiên quên tên. Tự nhiên ta kêu cá phượng cái tôi té là phải. Như ý như ý. Tự nhiên hôm nay em thấy chị đẹp lạ lùng quá. Thám tử xinh đẹp Cát Tường. Và thám tử người đàn ông mẫu mực của gia đình là thám tử Bazo. Và nhiệm vụ đầu tiên Sĩ Thanh xin đọc nhiệm vụ thuộc về Bazo. Kính gửi chị Sĩ Thanh xinh đẹp và những thám tử vui nhộn của chương trình du lịch kỳ thú. Hoài luôn. Em tên là Tô Duy Quang Huy, lớp 12A1. Năm nay em 20 tuổi. Em muốn nhờ chương trình giúp em tìm hiểu cano mô hình. Em nhờ thám tử Bazo giúp em. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Oh. Cano mô hình. Bazo có bằng lái cano chưa? Dạ, bằng lái cano thì em chưa có. Nhưng mà lái mô hình thì em cũng biết lái. Cano mô hình là sao? Xếp thành cái mô hình cano. À không, nhỏ nhỏ nè. Cano mô hình ở đây là như thế nào thì chút nữa mình xem clip mình sẽ biết. Nhưng mà trước khi xem clip thì Bazo cũng muốn giới thiệu cho các bạn một chút xíu. Khán giả gửi thư về cho chương trình ngày hôm nay là một khán giả rất đặc biệt. Bạn ấy là một fan hâm mộ du lịch kỳ thú. Lúc nào cũng rất là thần tượng chị Sĩ Thanh xinh đẹp. Và đặc biệt là yêu quý là anh Hoàng Rapper. Về khả năng nói nhiều nhưng mà thần tượng Bazo hơn. Đó. Trời ơi. Sai rồi. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vị khán giả này đi khám phá cano mô hình nha. Bazo xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là bạn khán giả của chương trình du lịch kỳ thú ngày hôm nay, người đã gửi lá thư mà để tìm hiểu về cano mô hình, đúng không nào? Dạ đúng. Trước đây Huy đã bao giờ thấy cano mô hình ở ngoài đời chưa? Dạ em có thấy rồi nè. Em thấy đây chơi trên sông Sài Gòn nè. Kinh hình ta. Xin lỗi bạn một chút xíu, tại vì thấy bạn có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Dạ. Sao bạn hồi hộp vậy? Dạ, lần đầu tiên đi nhìn hình hơi hồi hộp. Trời đất ơi. Huy có đam mê yêu thích làm một công việc gì không? Diễn viên. Diễn viên hả? Hoặc là cảnh sát. Cảnh sát. Theo anh thì cái nghề diễn viên hoặc là nghề cảnh sát thì bản thân mình phải tự tin lên. Tự tin lên thì lúc đó mình mới có thể là làm cái nghề đó được. Bản lĩnh. Bây giờ Huy đã tự tin hơn chưa nè? Tự tin ha. Tự tin bây giờ mình nhìn thẳng vô máy mình chào các bạn ở phim trường. Chào Sĩ Thanh nè. Xin chào Sĩ Thanh. Vậy thì ngay bây giờ anh sẽ dắt em tới cái hồ lớn nhất tại khu du lịch Đầm Sen để cho hạ thủy chiếc cano mô hình. Chịu không? Đây, ngay tại đây luôn. À, Dô đang mặc áo của mấy anh Đầm Sen hả? Bắt phải mặc hả? Đó, em thấy không? Cano mô hình nó là vậy đó. Nhỏ xí vậy đó. Không phải. Ô, cái này người ta gọi là cano mô hình nè. Không, cano mô hình này còn lớn hơn nữa. Cãi hoài, giờ để chạy thì em muốn chạy không nè. Có đón nghe em thành không? Ủa, ý nói là chiếc này á hả? Thì ra là nói chiếc đó đúng không? À, chiếc này mới là mô hình. Chiếc mô hình, còn cái này là đồ chơi thôi. Đồ chơi. Thì thôi, sẵn đây á, có mặt em đây thì bây giờ anh dắt em đi tìm hiểu cái loại này nha. Đi, vô đây. Hả chưa? Không nhanh lắm, mạnh lắm. Tốc độ là 100 mấy chục km trên giờ. Ghê hả? Trời. Nhanh lắm. Lỡ bị tai nạn sao ta? Ô anh ơi, em thấy là hình như anh đang sửa sang một cái chiếc cano của mình đúng không ạ? Cái này gọi là cano mô hình hả? Đúng. Chiếc này là hình như là bản này là thấy là cái anh chị chơi ở trên sông Sài Gòn. Những cái nơi mà có sông nước á, không biết là cái mô hình cano này đã về Việt Nam này lâu chưa ạ? Cái môn chơi này á, thì nó du nhập Việt Nam cũng lâu rồi, khoảng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi chơi cái môn chơi này mạnh nhất. Cái giai đoạn đầu á, thì chơi nó hơi khó khăn chút, tức là đa số là đồ là nhập bên nước ngoài về. Giá thành nó rất là cao. Sau này thì một số linh kiện về cái môn chơi này sản xuất ở trong nước, cho nên là giá thành nó giảm xuống rất là nhiều, cho nên là nhiều người tiếp cận được cái môn chơi này. Em thấy cái chiếc cano này sao? Có giống như những gì mà em thấy mà người ta chơi ở ngoài sông Sài Gòn không? Dạ em có thấy giống như chăng.
Lần đầu em được chạm tay vào cái mô hình cano này thì em thấy thật sự là thấy thích không? Dạ, em cũng thấy thích. Cái tốc độ chiếc tàu á thì nó chỉ chiếm một phần về cái chiến thắng thôi. Dạ. Yeah. Chủ yếu là cái cách setup cái tàu đó, chạy cái chuẩn, với lại cái kỹ năng điều khiển người ta phải tốt. Thế nào gọi là cách setup đúng mà tiêu chuẩn á? Cái cách setup chuẩn á là cái tàu khi mình thả xuống mình chạy thì khi mà có sóng rồi nọ nhiều thì cái tàu mình nó không có bị lao chao. Nó vẫn đồng, tốc độ nó phát huy tốt nhất. Vậy hồi nãy khi mà em quan sát lúc mà tàu chạy vòng cái chiếc siêu cano của em đó, chạy vòng em thấy là rõ ràng là khi mà mình chạy tốc độ cao á, nhiều khi nó bay trên mặt nước luôn đúng không ạ? Nếu như mà cái cách setup mà nó chuẩn thì nó sẽ không làm chao đảo khi mà rồi, phóng trên mặt nước. Đã bao giờ anh thử tốc độ tối đa của chiếc cano của mình là lên tới bao nhiêu chưa? Nói về động cơ xăng thì tốc độ nó khoảng cỡ 100 tới 110 cây số giờ. Xe máy luôn. Người tại Việt Nam này. Xăng à? Nói về tốc độ của pin thì ở Việt Nam này hiện tại khoảng cỡ 120-130. Đâu pin mạnh hơn nữa. Vậy là mình phân ra cũng nhiều loại ha, một là loại động cơ, hai là động cơ là pin. Xài pin thì nó khác gì với pin cái chuyện nó chạy động cơ? Cái động tốc cơ độ thì về pin thì nó sẽ nhanh hơn cái xăng. Tua của motor nó lên cao hơn vòng tua của cái động cơ. Đa số mà chơi pin mà lên tốc độ cao cỡ đó là một số anh em là phải dạng chơi lâu năm rồi mới có thể đạt được cái tốc độ đó. Đã bao giờ mình gặp cái tình huống là tự nhiên đang chạy cái nó chết máy giữa hồ không anh? Có cái đó tình huống thì nói chung cũng thường xuyên, cho nên á chơi cái môn chơi này á thì trước khi chơi nó mình phải bố trí cái phương tiện để mình cứu hộ nó. Phải bố tắt máy. Cấu tạo một chiếc tàu thì cái động cơ là cái phần mắc nhất. Khi mình đã có được cái động cơ vỏ ngoài, mình muốn biến tấu nó thành nhiều hình dạng khác nhau vẫn có thể được đúng không anh? Đúng rồi, cái mẫu vỏ thì nó có 3 mẫu vỏ chính thôi. Cái mẫu này là mẫu một thân. Mẫu thứ hai là cái mẫu hai thân, là cái mẫu màu xanh này. Hai thân là màu xanh này. Còn là một mẫu là mẫu ba thân, là cái mẫu mà tàu pin thôi. Chú ơi, con thấy cái cano của mình này thấy lạ quá. Ở Việt Nam cái người chơi ba thân rất là ít. Thì chú là một trong những người chơi ba thân. Cái này là ba thân phải không chú? Đúng rồi. Chiếc này là chiếc chạy điện, tốc độ nó thì rất là cao. Vừa rồi mới test chạy đó thì với cái tốc độ đó khoảng từ 101 đến 120 cây số giờ. Là mình mới chạy là chưa có thả ga phải không? Chạy thử hết ga chưa? Chiếc này là đang trong cái tình trạng thử nghiệm. Cái này là chú tự lắp ráp hay là chú ra ngoài chú mua? Cái chiếc này thật sự làm cái môn chơi khó của trong môn chơi tàu. Nên nó không phải là lắp ráp gì được hết. Cái người chuyên nghiệp người ta mới làm được chiếc này. Chú biết cái bộ môn này đã bao lâu rồi? Tôi chơi được bộ môn này là được 5 năm. 5 năm à? Chú biết cái bộ môn này là qua giới thiệu của bạn bè hay là vô tình đi đâu mà mình thấy à? Cái này là cũng không phải do cái đam mê tốc độ. Nhưng mà mình chơi cái môn RC đó là mình thích một cái là lỡ có chuyện gì thì mình còn. Đúng rồi ạ. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thật sự ở cái môn chơi tàu ở Việt Nam này á, mấy cái nước mà khu vực Đông Nam Á mình không có thua đâu. Nhưng mà từ xưa đến nay mình tổ chức chưa được nên thật sự anh em cũng ráng cố gắng để tháng 9 này là để làm một cái giải. Thì hy vọng là qua cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ có nhiều người ủng hộ hơn và nhận thức tốt hơn về cái bộ môn này, bởi vì thật ra môn này tuy nó mang gọi là về tốc độ nhưng lại vô cùng an toàn, không gây ảnh hưởng tới con người đúng không ạ? Chỉ gây ảnh hưởng cho tới tài chính thôi. Những anh em nào mà mê tốc độ chơi cái này lỡ có gì thì mình còn thôi, như hồi nãy cái câu tôi nói đơn giản vậy thôi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Tay trái mình để vào cái cò, tay phải mình cầm cái vô lăng. Đó, thì mình bẻ lái về phía trước nó sẽ quẹo phải. Đó, còn bẻ ra phía sau nó sẽ quẹo trái. Bây giờ em bóp nhẹ cái cò vào. Nhẹ thôi. Giống như đường điều khiển xe ô tô. Rồi, đúng rồi. Giữ nguyên cái vị trí bóp cò. Bóp cò nhẹ, không cần nhanh.
tại mình mới chơi chạy nhanh lắm, chạy địa hình còn nhanh lắm. Cái vô lăng này nó sẽ về thẳng, rồi mình bóp cò ga nhẹ đó, nó sẽ về thẳng không thấy đâu đó. Mới chơi thì mình nên bóp ga ít đó, mình kiểm soát được cái tàu cái đã đó, kiểm soát được cái hướng lái cái đã, mình làm quen với nó trước. Như vậy có nghĩa là Huy đã thỏa được cái mong ước là mình đã được chạy thử một chiếc cano mô hình rồi đúng không? Hay, hay, đẹp mắt. Ủa mà sao trong clip không thấy em lái thử, điều khiển thử? Mình chủ yếu ngày hôm nay là mình thực hiện cái điều mà mong ước của khán giả, của một fan hâm mộ trung thành của chương trình. Ủa anh chơi môn này, thí dụ mà chơi là cho chạy vòng vòng vậy thôi hay là có đua với nhau không? Thật ra là có đua với nhau, có nhiều cách tính thể thức, tính đi trên một cái dải, ví dụ như về tốc độ, về cái cách setup. Ví dụ như cách setup tàu nào mà người chuyên nghiệp người ta setup giỏi thì cái tàu của họ sẽ không bị trao. Khi mà cua nhanh thì sẽ không bị trao, sẽ tính điểm về như vậy, là tốc độ và cách setup. Và ở Việt Nam mình, các mấy anh đua chuyên nghiệp thì thật sự ra nếu mà để so kè với lại ở châu Á và Đông Nam Á mình thì như hồi nãy anh kia cũng có nói là không có thua ai đâu. Nhưng mà tại vì ở Việt Nam mình chưa có một cái cơ hội để tổ chức giải để cho mọi người biết rộng rãi hơn. Ồ, vậy là cái này có giải rồi, chơi đua nha. Đã, phải, thật ra đây là đam mê. Đam mê về tốc độ và đam mê về cái cách setup con tàu. Phải có cái mặt bằng trên sông để chạy đi chứ, chạy đuổi như đụng thuyền thiệt rồi nó có nổ không? Nổ chắc xăng mà nổ. Tại chắc. Vì mà đụng mình nó chạy nhanh quá, điều khiển được đụng vô cái thuyền. Nổ thì em không, em chưa thấy nổ, nhưng mà tét cái bao xăng thì em thấy rồi. Tại vì tốc độ quá cao khi mà cái tàu nó như vậy nè, nó cỡ vậy. Nó đụng vô chiếc ghe, ta cũng lật ghe, ta chứ đừng có giỡn. Vậy đừng chơi. Thì mình chơi những cái nơi mà an toàn, giống như sông mà không có cano thuyền tàu chạy thì ngang. Nhưng mà chơi là muốn chơi bộ môn này phải có cái mặt bằng trên sông để chơi. Vừa có mặt bằng mình không, nhưng mà phải có thêm như thế này, là tại vì chơi tốc độ cao cho nên là cái chuyện mà cái tàu khi mà bị lật á cũng rất là nhiều, thành ra là phải có một cái anh là có thuyền cứu hộ là luôn luôn túc trực để có thể vớt các con tàu lên. Khi mà lấy lên thì lại tiếp tục ngồi sửa rồi chỉnh. Trời ơi, chơi rồi làm quá sao vậy? Đó cho nó thú quá. Muốn an toàn xây cái hồ bơi ở nhà dài khoảng mấy chục mét. Đâu đủ em, bây giờ có ra đồng bằng sông Cửu Long mới đủ em ơi. Mấy chục mét đó. Mấy chục mét cũng chơi không đủ tại vì cái không nhanh lắm. Chạy nhanh lắm, 100 cái số giờ. Một cái hồ lớn nhất ở cái Đầm Sen mà người ta chạy cái hết tour, cái hết tour. Cũng tương đối được. Phải cảm ơn bạn Duy rất là nhiều, một khán giả rất là trung thành. Không, đối với tôi là nếu như bắt vô phải điều khiển thử tôi coi nữa tôi mới chịu. Em nói thiệt với chị em mà điều khiển là còn hay lắm, nhưng mà tại vì em không có cơ hội thôi. Thôi lần sau chủ đề máy bay đi rồi. Phải đưa em đi. Cái gì? Chủ đề máy bay phải đưa tôi đi. Làm sân bay mà quên. Quên làm sân bay mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua nhiệm vụ của anh Hoàng Rapper. Về giày độc lạ. Gửi thám tử vui nhộn, em tên là Nguyễn Ngọc Bảo, 19 tuổi, đang ở Cần Thơ. Bạn gái em có một niềm đam mê rất lớn, rất tốn tiền. Đó là mê giày, mà phải giày độc, giày lạ, không đụng hàng mới chịu. Em nghĩ có khi anh ấy mê giày còn hơn mê em nữa. Mà em thấy giày nào mà không phải là giày, quan trọng là mang được là ok rồi. Không biết gái thám tử có cách nào thuyết phục bạn trai em bỏ niềm đam mê này không? Xin mời em Hoàng. Và giờ đây xin mời quý vị hãy theo dõi cho niềm đam mê của đàn ông chúng tôi về giày. Xin mời. Tình yêu có thể đến rồi đi. Trời ơi, không có gì là mãi mãi. Chỉ có những giây phút mãi mãi của một tình yêu. Đôi giày mà mình yêu mến nhất sắp sửa rời ra mình đời. Trời ơi, nỡ lúc nào chê nó lỗi thời, nở lúc nào chì chiếc nó kêu đó, mỗi người mỗi vẻ chứ nó thời. Vậy cũng vậy, nó không phải là độc mà lạ thôi. Buồn cái phận người phận dài, ủa tàn nhẫn vì sao con không. Không hả? Cái gì vậy? Bị điên à? Cái gì vậy? Dở rồi hả? Người ta thấy đang ôm đôi giày khóc, tôi biết có chỗ làm đôi giày độc cho ông chịu. Giờ không chịu gì thôi tôi đi. Cái gì? Cái gì? Đấy, trời ơi! Người anh em. Hả? Anh em nói gì? Anh em nào? Thấy tôi xuất hiện như thế này không? Thấy tôi xuất hiện như thế này là nhìn. Nghĩ cho nhân vật nào? Thằng chết.
cái cây này, cái cây này, cái cây này. Bụt, bụt, à, bụt mặc đồ như thằng chết vậy. Ở đây là bụt, bụt mà cải tiến thành version mới, đúng không? Nhìn kỹ mặt này nè, gọi gọi mình hai tiếng thân thương nè. Dâm bụt, dâm bụt. Tao đi về, tao đi về. Bụt quá, bụt, 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 cứu con, bụt quá, bụt, bụt. Cái gì? Đây là đôi già con rất là yêu quý. Ừ. Bao nhiêu kỷ niệm của con với nó. Tóm lại giờ nó cũ quá. Đứa nào nó cũng chê, nó cũng chửi con hết trơn. Có cách nào nâng giữ lại thể diện cho con mà giữ lại cái phong cách cho đôi già này của con không? Quy luật của cuộc sống. Ừ. Cái gì đã cũ thì phải đi vào dĩ vãng thôi. Ai tính ra là mấy hâm tử mặt mình cũ lắm rồi đó. À. Có khi cái câu nhờ cái câu đó mà thay nguyên dạng mới luôn á. Đừng có bị điên. Đây, con Bụt đẹp trai của con. Ừ. Đó, chỉ con Bụt làm được điều đó thôi. Giờ mình ra đường làm gì nè? Ra đường thì đi kiếm. Đi kiếm nơi mà update được đôi giày đó lên. Vậy hả? Ừ. Ok, ok, ok. Tới chưa? Đã đi tới. Đi cái gì mà đi quá trời xa luôn á. Ờ, cái này là Capri Custom. Gì gì luôn à? Đây, à. Xin giới thiệu, đây là bạn Kiệt Quách. Wow, à, nhìn nè, đường nét nè, sò tận tay sò cũng mát, một dễ sò luôn trời. Ủa mà đôi này nhìn thấy lạ quá, không biết đôi này bao nhiêu tiền ta? Mấy triệu, mấy triệu. Tùy hình á, tùy giá trị của đôi dài. Tùy hình, không phải tùy giá trị. Quay là 16 triệu đó. Vậy dài đó là dài, hiểu gì mà thấy mấy triệu đôi. Ủa sao kỳ là chỉ để đi thôi mà chuyện gì phải tốn cả đống tiền vậy? Thì cái này á là do là và cái cá tính của mỗi người nữa. Thì cái số tiền mà mình bỏ ra, ví dụ như mười mấy triệu, thì cái đôi giày này nó cũng chỉ có một đôi. Ví dụ như mười mấy triệu thì Kiệt cũng có thể là bỏ ra mười mấy triệu, nhưng may thì có được đôi giày y chang như vậy. À, thì mình đi ra ngoài đường 100 người, nếu mà 100 người kia có mười mấy triệu thì 100 người đó cũng giống mình. Mình phải hơn họ chứ. Khác họ chứ. Thì mình khi mình vẽ, thì cái này là cái cá tính của mình. Thì khi mà mình bước vô một cái căn phòng mà 100 người kia đều mang như vậy như mình thì mình là người nổi nhất. Đó. Thấy sự khác biệt chưa? Cá nổi bật. Không, như vậy thì mình có thể mua một đôi giày 200 ngàn nhưng mà mình bỏ 2 triệu ra vẽ lên thì đôi giày nó vẫn độc, đúng không? Quan trọng là cái chất lượng của đôi giày nó giữ nó bền theo thời gian hay không. Tự nhiên cậu mua 200 ngàn, cậu bỏ 2 triệu ra vẽ, mang được tháng hư banh xác, không còn cứu được nữa. Chơi này chơi cho tới bến, hiểu chưa? À, đây, Kiệt ơi. Đây là đôi giày mà anh đang muốn nâng cấp nó lên, phục hồi lại cái thế mạnh của nó. Thì em nghĩ nên để nguyên cái mạng lên luôn. Trời đất. Đọc, cười cái gì? Cười cái gì? Chẳng lẽ là bây giờ chẳng lẽ là cái mặt mình đã ăn vô cái giày? Ăn giày hả? Đây, lấy cái giày đọc vô mặt hả? Có nghĩa là em sẽ đưa nguyên cái hình của anh lên đây nhưng mà em cắt liệu lại một tí. Đưa hình, đưa hình. Vậy là rủi ai mà đi lỡ đá trúng đôi giày của Thơ Hoàng là y như là đá cái gì? Đá vô mặt hả? Ok thôi mình làm tiếp. Cái này là cái nét độc quyền. Đôi giày này của tớ. Về bên Kiệt á thì cái chất lượng sơn đó nó gần như là như vậy chính hãng gì đó. Kiểu như một cái đôi giày mà mình mang nó thời gian mà mình giữ nó đúng theo cái quy trình của mình thì nó ít khi nào bị cũ hay bị bay gì đó. À, nó bền đúng không? Đúng rồi. Như vậy là Kiệt theo đuổi cái đam mê này bao lâu rồi? Mình cũng khoảng được 3 năm. Được 3 năm rồi. Thì đầu tiên là mình chỉ là người bán giày thôi. Được khoảng 1-2 năm gì đó, xong bắt đầu mình chuyển qua mình làm cái này. Lúc trước mình ôm một cái lô giày á, mà toàn là size nam mà toàn màu hồng không. Size nam màu hồng cũng nam tính dễ sợ. Kiệt nghĩ là nó sẽ ok, bán được. Nhưng mà thật ra là việc con trai Việt Nam em mình không muốn mang màu hồng. Nó không giống bên nước ngoài đó, cho nên là Kiệt quyết định sơn lại. Và mình sơn lại, tự nhiên cái lô đó mình bán hết luôn. Mình nghĩ tại sao mình lại không đổi theo những cái mẫu mà mình cảm thấy đẹp. Thì đó bắt đầu mình mới thấy là cái thị trường này ok. Mình có nhu cầu, bắt đầu mình tham khảo luôn, mình làm. Mà thật ra là Kiệt á, học vẽ là học vẽ như thế nào mà vẽ trên giày nó khác như vẽ trên tranh giấy hay là gì? Thì không có học vẽ, chỉ là đam mê thôi. Và bắt đầu mình tìm hiểu và mình vẽ thôi. Thì vẽ trên giấy á, nó khác ở chỗ là mình dùng bút, có thể là cọ, rồi mình chỉ bi một nét mà nó sẽ ra. Ví dụ như mình muốn đi đường thẳng thì mình chỉ bi một nét thẳng thôi. Còn nếu mà trên giày á thì bắt buộc là mình đều phải dùng cọ và màu chuyên dụng. Cái khi mình đi á thì phải đi rất là nhiều lần rồi. Nó phải trải qua rất là nhiều quá trình để xử lý. Và bên Kiệt thì nó còn một cái dạng khác nữa, có nghĩa là Kiệt có thể tháo cả đôi giày ra, tháo luôn lại hết bằng những cái loại chất liệu da, giống như là da trắng luôn, hàng da cá sấu gì đó. Cái đó
cái cao hơn cái mẻ gắn bánh xe cũng được. Hiện tại thì cái đó thì chỉ có một mình Kiệt làm thôi. Hoàng cũng sẽ là mới đôi giày này đúng không? Giờ Kiệt chỉ mình đi, mình sẽ đòi banh dài luôn hả? Chạy đi ông, giày của tôi chừng nào thì giày của ông đi rồi ông ấy. Giờ nó update đi. Theo ý kiến riêng của Kiệt á thì cái đôi này thì mình nên để phục hồi thôi. Nó hơi hẹp quá. Thì lên cái hình mà Kiệt muốn để cho cái mặt mình nó không rõ hả? Đúng rồi Kiệt ơi. Anh còn một đôi sneaker khác nữa. Nó là cũng là một kỷ niệm của Hoàng, là lúc đó bà xã mua tặng sinh nhật. Đó mà bị cái lúc đó bà xã chưa có hiểu gu thời gian của mình. Nên bây giờ mình chạy nhà lấy cái đôi giày đó về đem cho Kiệt nghiên cứu thử coi. Trong thời gian đó Kiệt cứ phục hồi cái này giùm Hoàng nha. Đây là đôi mà bà xã mua tặng mình đây Kiệt. Đôi này thì rất là hợp để lên cái hình chị nghĩ. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhuộm đen là hết. Bắt đầu rồi mình sẽ mới vẽ họa tiết lên. Nhuộm đen á là nó sẽ không còn màu xám nữa. Đúng rồi. Mà nó là màu đen. Đúng. Anh này là sơn. Dạ của em luôn hả? Dạ. Em vết luôn hả? Chơi luôn hả? Vẽ gì vậy? Ủa rồi thành phẩm đâu? Vẽ xong đâu? Ủa tôi đâu có thấy cái gì gọi là độc lạ đâu. Thành phẩm đâu? Đây, chính là thành phẩm của... Tôi kiểm tra chứ. Một ngày mà em làm. Đây là đôi đã phục hồi. Bình thường thì như bữa May đã thấy là nó bị rỡ loét, rồi nó bị bong chóc tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay nó đã chắc chắn hơn rồi. Nhưng mà quan trọng là cái đôi này đây. Độc quyền phải không? Độc quyền, kỷ niệm rất đẹp của hai vợ chồng nhà em. Không, đẹp đâu, đưa qua coi. Dạ đây, sạch sẽ, thơm tho, chị hít đi nè. Coi nhìn thúi cái tay coi. Collection. Độc quyền luôn phải không? Wow. Cầm cách nâng niu được không dâu? Phải công nhận là rất đẹp. Đợi cho em xem với. Điều quan trọng là độc và lạ. Dạ. Yeah. Phải cảm ơn bạn Kiệt rất là nhiều cùng với tất cả các anh em tại công ty đã tạo nên một món quà đối với Hoàng là vô giá. Nếu mà làm vậy thì bao nhiêu tiền? Nếu mà cái hình đó là 1,5 triệu đó. Nhuộm luôn màu là 1,5 triệu. Full hết luôn á. Làm về đầu tiên là phải vệ sinh giày, sau đó thì nhuộm giày. Nhưng mà ở trong đây nó làm dính màu quá. Cái logo bị dính đó, luôn rồi nè. Nó cũ mà. Đó, chính cái đó nó mới hay đó. Chủ yếu là có cái hình mà là rapper là được rồi. Phải đưa lên máy tính rồi bắt đầu cắt rồi này nọ không? Hay là chỉ nhìn vào vẽ thôi? Cầm vẽ trực tiếp thủ công lên. Chính xác. Cái đôi giày này mất thời gian bao lâu? Thì đó là một đôi giày từ 1 ngày đến 3 ngày tùy theo cái độ chi tiết của hình vẽ. Bất cứ một nhà sản xuất nào cũng là khuyến cáo với chúng ta là không bao giờ được giặt giày cái kiểu mà bỏ giày vô máy giặt. Hoặc là giặt trà mạnh hoặc phơi ngoài nắng. Dạ. Chứ làm phải sao? Dùng những dụng cụ và những cái dung dịch đặc biệt để thiết kế và làm vệ sinh giày. Hiện nay những cái đôi giày trắng như thế này á, mình có những cái dung dịch mà khi mà mình xịt lên nó chống thấm nước luôn. Chị xịt tương. Chị có đi giặt mua giày nhiều lắm là không dính luôn á. Như vậy thì anh bạn trai khi anh càng mê giày hơn nữa bỏ bạn gái luôn hay sao? Cái vấn đề á là chúng ta phải tùy theo cái nhu cầu và khả năng tài chính của mình để theo đuổi niềm đam mê. Nhưng mà em nghĩ á, nhờ những nơi như là KW Custom nè, thì những đôi giày rẻ thôi nhưng mà mình có thể thiết kế nó độc và lạ. Và bây giờ tôi thấy nghĩ nè, bạn gái hãy ủng hộ cái niềm đam mê của những người đàn ông chân chính mê giày. Đúng vậy. Tuy nhiên người bạn trai hãy lấy một đôi giày của mình vẽ mặt hình cô gái lên đó thì cô gái cô sẽ vui lòng. Đúng rồi. Có không rồi lỡ người nào mà kiểu nhạy cảm quá hay tự ái nói ê anh đạp mặt tôi dưới đất không hả? Vậy thì vẽ hình đôi hai đứa một chiếc một đứa ghép lại thành một đôi đẹp không? Wow. Ý tưởng quá. Wow. Mình sẽ làm cái ý tưởng hợp này hợp lý luôn. Ok, vỗ tay cho Hoàng rapper. Yeah, em sắp dài về đôi giày nè. Không về được đi. Chương trình này tôi thích được rồi về đi. Tôi thích cái người dễ dài chứ phải thích bạn Hoàng rapper. Nếu vậy là Hoàng rapper đi cái chương trình này lời rồi. Quá lời, em lời được đôi giày, cảm ơn Kiệt. Quá là ganh tị quá. Mình đến cái phần mà bình chọn thám tử của tuần. Đầu tiên sẽ là chuyến đi của Pedro Cano mô hình 1, 2, 3. Em biết chị định nói cái gì rồi. Tại anh Pedro nó không lái Cano. Chính đúng xa. Không? Đó. Và sau đây sẽ là chuyến đi của anh Hoàng rapper. 1, 2, 3. Sao cho người ta đen? Tại vì anh không phải tự vẽ. Cũng giống như chị thôi. Tôi đâu có biết vẽ, làm sao mà tôi vẽ. Nhưng mà lái thì tôi biết lái nha. Phải biết. Cái đó sai. Sai rồi. Bạn khán giả bạn lái được. Thôi bây giờ quần xinh sáng là Verita của thư ký xinh đẹp ta. Gọi đi giám đốc tiếp. Cái này có gì đâu gọi. Anh sẽ gọi cho một người là anh gọi Kiệt Watch sẽ giảm giá là free cho chị Thanh. Thích không? Anh gọi liền thêm đi. Khán giả trung thành của chương trình chúng ta. Được.
mà bây giờ đối xử với bạn một cách sao là ủng hộ bạn rồi đó. Ngài hàng vô đây, cái đây là tôi sẽ đưa ra quyết định để đánh giá số đông, tại vì cái chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper, tất cả mọi người đây cũng nhốn nháo lên quá hơi ít đúng không chị? Mà mọi người phát hiện được một địa điểm mà tất cả mọi người có thể đem đôi giày hoặc đem cái túi sách giống như chị Tường tới làm mới lại. Cho nên tôi quyết định thám tử tuần này đã thuộc về Hoàng Rapper. Chúc mừng anh Hoàng Rapper đã trở thành thám tử của tuần. Bây giờ suy đi cho cùng, tất cả các thám thử ở đây, những người còn lại ở đây toàn những người vụ lợi mà không có trái tim. Không có trái tim. Cái gì mà vụ lợi? Thôi kệ đó đi. Liên quan gì tới trái tim? Anh về đi anh. Rất là nhiều nhiệm vụ tiếp theo, mong anh Hoàng Rapper lại phát huy tinh thần của mình. Và sau đây sẽ là nhiệm vụ kế tiếp. Em là Đặng Đức Phúc, 19 tuổi, hiện là sinh viên. Em rất yêu thích chương trình du lịch kỳ thú và có sở thích khám phá những điều mới lạ thú vị trong cuộc sống, đặc biệt là về âm thanh. Em được biết ở thành phố Hồ Chí Minh có một nghệ sĩ biệt danh là gã điên chơi âm thanh, đã sưu tập được rất nhiều thiết bị âm thanh high-end độc đáo và tạo nên một căn phòng âm thanh kỳ quái. Có nhiều người nhận xét nếu bước chân vào căn phòng này dù chỉ là một lần và nghe được một bản nhạc thôi cũng sẽ bị sốc. Và sau đó sẽ bắt đầu nghiện âm thanh, âm bực cao và ám ảnh đến suốt đời. Ghê vậy? Suốt đời luôn hả? Ghê quá. Em rất muốn có được sự ám ảnh tuyệt vời này. Các anh chị thám tử có thể giúp em được không? Em cảm ơn rất nhiều. Cái gì anh hết rồi? Tôi xung phong có ý kiến. Anh ngồi xuống. Tôi xung phong có ý kiến. Tôi đại diện cho những người nhạc sĩ, ca sĩ, đạo sĩ các kiểu rất rành về âm thanh. Và tôi đã từng làm việc với một nghệ sĩ mà cũng có những cái âm vực, nó gây ra những cái chấn động về tâm lý mà đến bây giờ đã khiến tôi phải khùng điên đến nhiêm bây giờ. Đó chính là Bazo. Tôi đã từng thu âm cho anh ấy. Trời ơi, cái giọng hát của Bazo. Oh my god. À tức là em đã, em là giọng em, ý anh nói em ám là ảnh gã cả đời. Điên. Đúng. Bây giờ em phải đi cái vụ này để ám em biết cái âm thanh của em hay là của cái anh kia ai sẽ khủng khiếp hơn. Thì ra là Bazo hát gớm vậy hả Bazo? Chính xác. Đó là lý do tại sao tới bây giờ tôi làm diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Ok. Quyết định chuyến đi này đã thuộc về Bazo. Chúc mừng Bazo. Và sau đây sẽ là chuyến đi tiếp theo có nội dung như sau: du lịch kỳ thú thân thương. Em xin phép được giấu tên và chỉ tiết lộ một chút là em rất xinh đẹp. Trời ơi, còn cái xinh thành tận rưỡi luôn nữa. Chưa hết, em rất xinh đẹp, đáng yêu và yêu thương động vật. Gần đây em mới nhận nuôi được một chú chó rất là dễ thương nhưng khó nổi. Nó lại không biết đi vệ sinh đúng chỗ mà rồi cứ đi bậy ra khắp nhà. Giống Trinh rồi, chủ nó đó. Em muốn có một thám tử đẹp trai, chưa có người yêu và không phải là thám tử may sẽ giúp em thực hiện nhiệm vụ này. Chết rồi. Cách huấn luyện chú chó của em biết cách đi vệ sinh đúng chỗ, cảm ơn rất nhiều. Là khán giả cứ nhấn mạnh là không phải đưa thám tử may đi đúng không? Đúng rồi. Tôi nói thiệt á, tôi rất ghét cái nhân vật nào mà biên soạn cái lá thư này. Thấy không? Có một cái sự bí ẩn mà có sự đáng ghét tiềm ẩn, cho nên chúng ta sẽ bí mật để cử May đi đi. Không, bây giờ là khán giả nói là không yêu mà. Thường con gái nói là ghét là thương. Cái ngược, cho nên bây giờ ghét nhất của cháu cũng ngược. Cái này là gài đúng không? Nè, Zo có gia đình rồi, mình có gia đình rồi, rồi anh Vương có gia đình rồi. Mà nói đến mà vụ mà chơi chơi chó, mèo, ở dơ là chưa có May. Bây giờ một là mình cho Lan Trinh đi, hai là mình cho May đi, nhưng mà cô này là nữ. Yêu cầu là bạn nam. May rồi, May đi. Thì trong cái thám tử bây giờ khán giả ơi vui lòng thông cảm, tại vì bây giờ ba người, bốn thành viên ở đây thám tử là đàn ông thì ba người đã có gia đình hết rồi, cho nên còn có May thôi. Rồi. Kính thưa quý vị, chương trình du lịch kỳ thu đến nay cũng đã hết thời lượng rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư về chương trình cũng như là bật HTV7 vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần để theo dõi chương trình nhé. Chúng tôi có số điện thoại hotline đó là 0989089413. Các bạn có thể gọi điện và yêu cầu bất kỳ thám tử nào đi tìm hiểu những vấn đề các bạn đưa ra. Nhớ ghi tên thám tử Cát Tường nha. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn subscribe. Và mọi người hãy like, follow Facebook du lịch kỳ thú nha. Và follow Facebook của tôi nữa, cả Rapper Gil Lê. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.